Nay qua thăm anh Sáu cái coi. Anh Sáu để dầu máy về mới mới đẹp đẹp VIP quá anh em ơi. Thái à. 70. 60. Thằng này 70. 6. 60 là 26 gan gì. Trời máy đẹp không vậy ta? Thái. Quá máy rồi. Về thì cũng làm nhóc luôn. Nay cúp điện gì tối quá vậy? Hả? Sao cúp điện cái gì tối thui vậy? Nhóc máy chân xin cái ui chẹt à trời. Biển ơi. Máy nhóc chân xin cái ui chẹt à. Máy ui chẹt là chú ích. Cua tao dám hả? Chẹt. À, anh lấy máy về nào mà đẹp đẹp không vậy? Đó, lấy có 4 tiền đó, tự giới thiệu cái dẹp đi. 4 từ 8 từ 16 qua luôn đó. Cái đầu nó nhỏ. Cái đó là đổi thứ nào chịu nổi. 10 đợi 3 ngàn để xuống cano đó. Chạy cua ta, chạy sao lại. Trời. Đấy, cua ta. Đó, để cho mày chạy chuỗi chim á. Ơi. Thì cua ta mình bảy hả? Đấy không? Chạy mà để anh đi đuổi chim á cho lẹ không được kịp kịp chim á. Người bữa nay phá hoại gì trời. Cô ơi. Anh Biền nếu như cúp điện là anh phải cho mấy lính nó làm đủ tiền luôn nha các bạn. Để đâu cho không được. Không có làm chuyện này cũng làm chuyện kia à. Không ăn tiền cái cây con Hiền rồi. Không làm này anh cũng mắc cái ruộng anh nhổ cỏ à. Con này nó cứng quá à. Làm mé mé nhỏ nhỏ từ từ vô mày gấp quá sao được. Ví dụ bộ nó ngồi nó dặn gì nó cũng được ăn lương nữa các bạn ơi. Cấp điện có gì đâu làm. Sợ anh Biền không trả lương. Bở vậy. Số này của thằng nào cũng đẹp quá. Máy của bà Thiền này nghe các bạn. À, cái lúc mà nước đã cạn thì kêu chạy hết khu vực này nè, làm cha lắm không chịu chạy. Bây giờ bữa nay mưa cái nước như cái biển đã hội trơn rồi nè. Làm lụm được mười mấy công nó cũng được. Quay cái dân bờ dục bụi ruộng. Ông xới rồi gãy phân nặng chứ làm gì. Nó dụ phân đúng. Đúng rồi. Bình thường. Cái đầu mày đủ những cái đất năm nào dụ phân nếu sinh. Dạ, đất người ta phải xới, người ta ngâm nữa nó mới ngon ông nội ơi. Ngâm đây tới đó mày biết còn bao lâu không mà mày cần. Đây tới tháng 10 tính ra càng 5 tháng nữa còn 8 9 tháng nữa. Có, càng lâu càng ngon. Đúng rồi, càng lâu càng ngon. Ngon khỉ tôi thấy là hồi ăn thua thằng mần thôi chứ ngâm rồi đủ cũng vậy à. Tao nhẹ phấn trời. Không mấy. Đúng rồi. Máy của Quá Nhi làm mới rồi để đây tính ra chạy mà nước quá rồi chưa chạy nghe anh em. Ở Nhi làm vàng này thấy yên tâm không, ngủ ngon vậy không? Không, em chưa được ngủ. Nôn quá lắm quá nôn, chưa thử. Giống như chuẩn bị cứ dòi vậy. Khó ngủ quá. Giống như đụng còn 2-3 bữa nữa cứ dòi vậy. Ngủ không được. Gãy gãy đầu hả? Cái đồi bắt nó coi chừng ta cóc không chứ không tính thấy không nha. Vừa cái ruộng chạy ba công bị dính đòn rồi các bạn ơi. Ba công đất mà nó chừa ra chừng nửa công với hai ngày nè. Để cho mình chạy lúng nè. Mà đất này quá các lúng các bạn mà. Có thấy gì chưa? Vô mấy đất rồi này rồi cái máy nó muốn đi đâu đi luôn, bẻ lái cũng không như ý muốn luôn. Trong khi mình chạy lúng thì hai kia nó qua bên kia để nó không qua nó miếng gần đậu đó đó. Để nó coi mình chạy lúng đó, chịu nổi không?
lúng mà lúng dẻo nữa mới chết chứ. Bánh nhỏ là thua, bánh này mà còn cỡ này nè. Tới đây dưới nước luôn các bạn ơi, cho lưng nó phá cái đầu cái mới đi được. Trên đó thì nó cứng đó, ngay chỗ này là lúng chở ra kinh là lúng sâu luôn. Bữa nay idol Vân Tính TV đã bị thất thủ nha các bạn. Còn Lê Văn Nghịch thì bất lương. Quá khứ. Máy mình chạy từ đầu vụ tới giờ mấy bữa nay là lúng là lên không được luôn nha các bạn. Nó dướng nguyên cái ức ở dưới đất cứng à. Móc không nổi à. Cho một lưng nó phá cái đầu cái mới được. Vân Tính bữa nay thất thủ nghe các bạn. Mấy nhỏ lại kéo. Hai thằng bánh nhỏ đâu dám xuống. Lúng cứ để thầy lo. Em cầm lúng rồi móc là được rồi. Bao nhiêu thầy lo hết. Báo cho con báo là nó phá đường nó quá trời sâu rồi. Con báo này lắm gẫm lúng luôn. Rồi mình vừa lên xong gặp thêm hai đồng nghiệp nữa các bạn ơi, lúng y gan luôn, nhảy sát bên mình luôn, đúng mà lúng lực hai máy luôn. Rồi mình qua mình kéo máy của Ní Nghiệm và máy của bạn Di, phải lên dây nữa đó chứ hai cái máy lúng gần đâm đầu vô đâu có lên thẳng được, nó còn giáp với mấy bánh lòng luôn.
giải cứu được một em rồi các bạn ơi, giờ còn em cuối cùng nè. Cũng phải mình vô kéo chứ máy thí nghiệm không dám vô luôn. Cái vạc này nó lúng đỡ lúng nữa đó không các bạn ơi, mấy miếng này cặp kinh nè. Quá wow. Miếng đất này đem dục luôn. Ừ, nó im, nó không kêu nữa. Kêu thêm nữa nè. Im không? Im, nó không có gì mà để gọi là gung tê kêu. Rồi bữa nay cũng rồi lòng anh em ơi, anh xem anh tổ chức nhậu chơi rồi mấy anh em hầm mặt nhậu chơi. Không mà mình quen à. Lúc trước anh nói là anh xài chạy đó không được luôn đó. Mà lên thì chạy lên chứ bình thường. Giờ bình thường rồi. Có bị hố cái nào không? Không. Hố gì chứ, quen luôn rồi. Hello. Em bị hố hay bật cái. Đây yeah. Đứng mặt danh võ mấy sới. Đang chạy o tới gần tới. Có bật phải thôi. Đủ mặt danh võ rồi đừng có đủ mặt bá quan nha. Chạy động rồi đừng có ăn hoàng danh nha. Trời ơi mới có ba con mấy à. Con mạng nha. Sao anh chạy ít quá, đang mừng lỗ rồi. Đang mừng lỗ. Vô anh em ơi. Má anh chạy bỏ nó vậy. Má anh chạy bỏ nó vậy. Đây cục chèo. Ai là chèo. Vô biệt. Thôi. Nóng mà. Vô tính. Chưa biết ai lớn tuổi vô nè em tên nha. Em nhỏ hơn anh rồi. Em muốn xem nhỏ. Nhỏ. Bị em tuổi với em à. Ừ. Hai thằng có 1 tuổi hả? Nhỏ con em nè. Hai thằng cùng tuổi. Cùng tuổi. Hai thằng có 1 tuổi chứ luôn. Đúng rồi nha cưng. Đủ rồi. Thắng mắt này lên quá. Nếu mà hai thằng tuổi là sinh đôi. Chứ anh làm thì cứ ngại ngại ngạch. Nạ hư.